hồng đào kể từng bị bệnh hai ngày không thể đứng dậy hồng đào là nghệ sĩ hài kính tiếng về đời sống riêng gần đây nữ nghệ sĩ trải lòng với khán giả về thời gian bị bệnh nặng phải nhập viện ở mỹ hồng đào nhớ chị từng phải nằm viện khá lâu những ngày đầu chị quá mệt không thể ngồi dậy lúc đó nữ nghệ sĩ chỉ có thể mong đánh răng được để gương mặt tươi tắn thoải mái hơn nhưng đến ngày thứ ba chị mới có thể thực hiện được điều đó khi nhìn mình đánh răng trong gương tôi mừng muốn khóc tôi nghĩ khi đứng lên đi lại đánh răng được mình sẽ khỏe mạnh Khoảnh khắc đó đối với tôi quý không thể tưởng tượng được. Trước đây tôi từng cho rằng đánh răng là việc bình thường, thậm chí tầm thường. Khi bị bệnh, điều đó rất quý giá với mình, tôi muốn giữ mãi hình ảnh đó, chị nói. Sau khi đối diện với bệnh tật và nghỉ ngơi suốt một năm vì dịch Covid-19, Hồng Đào nhận ra nếu có sức khỏe, cuộc sống bình yên, thì những sinh hoạt hàng ngày như đánh răng, chạy xe, hít thở đều rất đáng quý. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng trân trọng tình cảm, sự chăm sóc và động viên của người thân, bạn bè. Và chị lấy lại sức từ chính những tình yêu thương đó Hồng Đào hiện sống ở Mỹ cùng hai con gái. Nói với Dinh, nữ nghệ sĩ cho biết cả hai con gái sống tình cảm, quan tâm đến mẹ. Thời gian Hồng Đào nhập viện, con gái lớn xin nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Nữ diễn viên tiết lộ con gái từng đam mê diễn xuất, ước mơ có vai tại sân khấu Broadway. Tuy nhiên, chị khuyên con nên vào đại học, còn đam mê nghệ thuật xem như một sở thích cho vui bởi thị trường văn nghệ của người Việt tại Mỹ rất hạn chế. Cú Tây bắc danh ca Hương Lan dã từ sân khấu. Sau ca sĩ mặt nạ danh ca Hương Lan tổ chức đêm nhà cuối để dã từ sân khấu, Hương Lan cho biết sắp tới cô không nhận lời hát sự kiện, chỉ tham gia chương trình thiện nguyện lập kênh cá nhân để hát tặng khán giả. Tại đêm công bố và trao giải The Mask Singer 2023, sau khi cởi mặt nạ cú Tây Bắc, danh ca Hương Lan tuyên bố từ dã sân khấu. Nữ nghệ sĩ sắp tới tổ chức đêm nhạc cuối tri ân khán giả, sau đó ngừng biểu diễn ở phòng trà chạy show. Tôi không hát trên sân khấu nữa nhưng không hoàn toàn giải nghệ. Tôi lập kênh YouTube riêng, đăng video ca hát và giao lưu với người hâm mộ. Tôi miệt mài làm nghề hơn 60 năm và đến lúc cần nghỉ ngơi, danh ca Hương Lan nói. Thời gian tới, danh ca Hương Lan chỉ nhận lời tham gia các chương trình thiện nguyện. Tại đêm trao giải và lộ diện, Hương Lan hát live hai ca khúc Bậu ơi đừng khóc và Mẹ ơi mai con về. Nữ nghệ sĩ thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, truyền tải cảm xúc qua dòng nhạc dân ca Nam Bộ Sở Trường. Sau tuyên bố không chạy show, đêm trao giải ca sĩ mặt nạ là lần cuối, khán giả thấy danh ca Hương Lan hát live 100% trên sân khấu lớn. Danh ca Hương Lan nói điều làm cô hạnh phúc khi tham gia ca sĩ mặt nạ 2023 là hát hoàn toàn bằng giọng thật suốt các tập. Việc Hương Lan xuất hiện tại ca sĩ mặt nạ thu hút sự chú ý của khán giả bởi trước đó nữ nghệ sĩ tuyên bố không tham gia game show. Về lý do tham gia chương trình, danh ca Hương Lan nói muốn thuyết phục người trẻ nghe dân ca giữ gìn dòng nhạc đậm chất Nam Bộ. Suốt hành trình ca sĩ mặt nạ 2023, Hương Lan bị khán giả nhận xét là một màu, được ưu ái vào top 3. Những ca khúc nữ nghệ sĩ chọn thể hiện tại chương trình như Ngày xưa Hoàng Thị gọi em là đó

buồn làm chi em ơi, bậu ơi đừng khóc, đa phần là nhạc trữ tình dân ca. Sau khi lộ diện, nữ nghệ sĩ nói hát được nhiều thể loại nhạc, nhưng chọn thể hiện dân ca để giữ gìn dòng nhạc gắn bó hơn 60 năm. Nhiều người cho rằng tôi chỉ hát được dòng nhạc Nam Bộ, thực tế tôi hát được nhiều thể loại. Việc tham gia ca sĩ mặt nạ là trải nghiệm mới, nhờ đó tôi đao lường được những gì mình đã làm. Danh ca Hương Lan chia sẻ, sự kiện công bố và trao giải ca sĩ mặt nạ 2023 tổ chức tối 17 tháng 12. Người chiến thắng cuộc thi là anh Tú, mascot voi bản đôn, Orin Khương Hoàn Mỹ, nhân vật ong baby đạt vị trí á quân danh ca hương lan mascot cú tây bắc về thứ ba cùng giải thưởng tiền mặt 100 triệu danh ca hương lan xót xa báo tin tăng sự nghệ sĩ ưu tú kim tiểu long cùng cả showbiz bàn hoàng khi hay tin Tối muộn 4 tháng 11, danh ca Hương Lan xúc động báo tin con trai của ca sĩ Thiên Trang vừa qua đời sau cơn bạo bệnh, Đỗ Huỳnh Joseph Long, sinh năm 1995, mất hôm 2 tháng 11 năm 2021 tại Atlanta, Georgia, hưởng dương 36 tuổi. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hương Lan nghẹn ngào. Thật buồn khi hay tin cháu ra đi, vợ chồng Toản và Hương Lan xin chia buồn cùng anh chị Việt Thiên Trang. Không lâu sau, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng thông báo tin buồn này trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ tâm sự, mỗi lần anh like Facebook là em vào xem và trò chuyện rất vui vẻ hồn nhiên. Mấy ngày qua không thấy em vào chơi, thì ra em đã ra đi. Vô cùng thương tiếc em ơi, cuộc đời này vô thường quá, con xin chia buồn cùng gia đình cô ca sĩ Thiên Trang. Nhiều nghệ sĩ sau khi biết tin cũng nhắn gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ Thiên Trang, Đức Tiến, Đan Phương, Khánh Bình, Phương Hồng Quế cùng mọi người không giấu được xót xa khi con trai của đàn chị ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Ca sĩ Thiên Trang là giọng ca vàng của làng nhạc hải ngoại, nữ nghệ sĩ sở hữu giọng hát truyền cảm ngoại hình xinh đẹp nổi tiếng. Trong sự nghiệp của mình, cô kết hợp ăn ý với những nam đồng nghiệp đình đám như Chế Linh, Tuấn Vũ, Tài sắc vẹn toàn được nhiều khán giả yêu mến, nhưng Thiên Trang có cuộc sống rất kín tiếng. Cô chọn sống giản dị bên chồng con, ăn chay trường và không bao giờ dính đến những thị phi của giới giải trí. Cũng chính vì tính cách này mà Thiên Trang rất được lòng đồng nghiệp, được mọi người nể trọng. Danh ca Hương Lan chuẩn bị dã từ sân khấu sau khi hóa thân thành cú Tây Bắc. Trong đêm chung kết chương trình ca sĩ mặt nạ mùa 2 danh ca Hương Lan xuất hiện trên sân khấu với tạo hình cú Tây Bắc mascot được rất nhiều khán giả yêu mến. Chia sẻ trong chương trình, nữ danh ca cho hay cô chuẩn bị từ dã sân khấu. Đã đến lúc mình phải chuẩn bị gác lại những chương trình vì mình không thể đi hát được. Mình lớn tuổi rồi, muốn tập trung nhiều hơn làm kênh youtube. Hương Lan cũng sẽ làm một đêm diễn dã từ sân khấu, nhưng không phải giải nghệ đâu nha. Hương Lan vẫn hát nhưng là hát trên sân khấu của mình, hát trong những chương trình từ thiện. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ quay hình những chương trình nào thật ý nghĩa. Quý vị sẽ không được thấy Hương Lan ở phòng trà sân khấu nào nữa Nhưng trên kênh của mình Hương Lan vẫn hát Vì ông trời cho mình giọng hát thì mình phải hát chứ Nhưng sẽ không đi hát nhiều như bây giờ Danh ca Hương Lan cho hay cô muốn thực hiện đêm nhạc dã từ sân khấu để tri ân khán giả Thánh biết sao mẹ muốn cảm ơn khán giả không? Vì mẹ đã nhận món tiền cát xê từ lúc 5 tuổi. Lúc đó mọi người gọi tôi là thần đồng bé Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước trong thời gian tới nữ ca sĩ chia sẻ thông tin về người cha nổi tiếng của mình trên kênh youtube hương lan muốn nhắc lại về ba mình nghệ sĩ tài danh cải lương hữu phước có thể ở đây nhiều người trẻ chưa biết được nên hương lan muốn giới thiệu với các bạn người tạo ra cú Tây Bắc, người tạo ra cái tên Hương Lan, chia sẻ về việc tham gia chương trình ca sĩ mặt nạ trong khi đã quá nổi tiếng. Danh ca Hương Lan khẳng định hành trình đứng trên sân khấu với mascot cú Tây Bắc là kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của cô. Trước khi nhận lời chương trình, Hương Lan đã suy nghĩ, không biết mình có làm nổi không, mình sẽ bị loại ở tiết mục thứ mấy. Đây là kỷ niệm rất lớn trong sự nghiệp sân khấu của Hương Lan, đó là trên 60 tuổi mà vẫn hát được cùng các em, các cháu và được gặp quý vị khán giả hôm nay. Danh ca Hương Lan tiết lộ về live show cuối cùng trong cuộc đời và nghỉ hát show sau 70 tuổi. Mới đây, danh hài Thúy Nga tới dự sinh nhật danh ca Hương Lan tròn 68 tuổi. Hương Lan tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng Mỹ với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như Karol Kim, Vân Sơn, Châu Ngọc Hà, Lưu Việt Hùng, Thúy Nga. Điều đó cho thấy nữ danh ca được đồng nghiệp yêu quý và kính trọng. Trong tiệc sinh nhật đặc biệt có sự xuất hiện của con dâu người Mỹ cùng hai cháu nội Lai Tây xinh xắn của Hương Lan. Tại buổi tiệc, danh ca Hương Lan hát tặng mọi người một số bài dân ca quê hương, dù đã ở tuổi 70 nhưng tiếng hát của cô vẫn vô cùng ngọt ngào, kỹ thuật và truyền cảm, khiến ai cũng phải trầm trồ. Danh hài Vân Sơn nghe xong vội thốt lên, năm nay chị Hương Lan 68 tuổi rồi mà còn hát hay thế này, mấy đứa nhỏ đàn em làm sao dám lên hát. Cỡ như đàn em Châu Ngọc Hà ngồi dưới kia còn rung đến thế, không dám hát. Chị Hai Hương Lan tính chừng nào mới về hưu đây? Hương Lan nghe vậy liền chia sẻ, tôi sẽ không bao giờ về hưu, nhưng tôi sẽ bớt đi hát lại. Tới năm 70 tuổi, tôi có một live show cuối cùng trong cuộc đời. Sau đó tôi sẽ không đi hát show làm vòng nữa, chỉ đi hát từ thiện thôi. Tôi không buồn vì tôi biết khán giả yêu mến tôi thì tôi vẫn sẽ ở trong lòng người ta mãi. Tiếp đến, Vân Sơn chia sẻ về Hương Lan. Anh em nghệ sĩ chúng tôi gọi chị Hương Lan thân thương là chị hai. Nhưng gọi đúng phải là nữ danh ca Hương Lan. Danh ca Hương Lan đã nổi tiếng từ bé, 5 tuổi đã nổi tiếng. Tới giờ chị hai Hương Lan đã 68 tuổi tức nổi tiếng 63 năm, quá khủng khiếp, hiếm nghệ sĩ nào nổi danh lâu đến thế. Trong 63 năm qua có nhiều người qua đời lắm rồi mà chị Hương Lan vẫn hát, chị có thấy bất công không? Hương Lan lên tiếng, hôm nay vui thì cứ hát, ai biết được mai thế nào, lúc nào vui thì phải hết mình, hát hết mình.